Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận. Có thể nói rằng tháng 9 năm 2021 âm lịch này là khoảng thời gian có khá nhiều biến động với người tuổi Mão, nếu muốn mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt thì bạn cần nhắc nhở bản thân mình không ngừng cố gắng, kiên định với mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng. Dưới sự tác động của nhị hợp, bản mệnh có thời gian để suy nghĩ và cân nhắc về bản thân mình cũng như tình hình thực tế trước mắt từ đó đưa ra được những quyết định và lập được những kế hoạch phù hợp bạn hoàn toàn có thể chinh phục được đỉnh cao nếu quyết tâm thực hiện theo hướng đi mà chính bản thân mình đã đặt ra. Điều lớn nhất cản trở con giáp này đến với thành công chính là bản tính hay thay đổi, thường xuyên bỏ giờ công việc giữa chừng. Đặc biệt là người trẻ tuổi thường xuyên cảm thấy mông lung, không biết hướng đi hiện tại của mình có chính xác hay không. Xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mão âm lịch, nguyệt lệnh mộc dục gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc, đầu tư kinh doanh của con giáp này. Bạn dễ đưa ra những quyết định nông nổi mà không suy nghĩ, trao đổi với mọi người xung quanh, từ đó có thể gây hao tài tốn của. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tốn một khoản kha khá cho vấn đề ăn mặc trưng diện bởi bạn muốn tạo ấn tượng tốt cho mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới nếu không muốn những mối quan hệ ngoài luồng gây ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng chạy theo những thú vui bên ngoài. tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mão âm lịch về sự nghiệp. Thực chất thì sự nghiệp của người tuổi mão vẫn sẽ có những bước tiến nhất định nhờ có nhị hợp xuất hiện nâng đỡ. Bạn biết cách lập kế hoạch, sắp xếp công việc hợp lý nên dù nhiệm vụ được giao có nhiều đến mấy thì bạn vẫn có thể hoàn thành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể tuy nhiên con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đặt ra một khi đã bắt tay vào làm việc gì cũng phải tin tưởng vào bản thân chớ nên bị lung lay bởi quan điểm của người này người khác việc thường xuyên băn khoăn do dự thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn nhiều thời gian để hoàn thành hơn thậm chí kết quả cuối cùng chệch khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra người trẻ tuổi phải đối diện với nhiều bấp bênh trong sự nghiệp dưới tác động của mộc dục bạn thường xuyên cảm thấy bối rối, mờ mịt khi nghĩ về tương lai của mình. Con giáp này chưa xác định được điểm mạnh của bản thân nên làm việc gì cũng tự thấy không hài lòng, muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lúc như thế này, bạn nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là người đi trước và những người đáng tin cậy. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về tài lộc xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mão âm lịch bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những loại mặt hàng mới, giúp phát triển quy mô làm ăn tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể chỉ cần bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lãi lời cho mình bạn chớ nên vì những điều không như ý trong công việc mà nghi ngờ bản thân thậm chí thay đổi hướng đi mình đã đặt ra từ trước đó hãy kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra và cố gắng đến cùng bạn mới mong sớm nhận được kết quả nguyệt lệnh mộc dục khuyên những người trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm chớ nên quá hấp tấp làm giàu nếu việc gì bạn cũng muốn bắt tay vào làm trong khi còn chưa hiểu rõ thì rất dễ rơi vào rắc rối thậm chí lạc mất phương hướng ban đầu của mình thời điểm này tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức khi bạn đã thực sự vững vàng thì bắt tay vào làm cũng không muốn để tránh chi tiêu tốn kém bạn cần nhắc nhở bản thân hài lòng với những gì mà mình đang có đặc biệt không nên quá chú ý đến chuyện ăn mặc tiêu dùng nhất là khi tình hình kinh tế còn chưa ổn định bạn chớ nên mù quáng chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng, thậm chí đánh mất bản chất thực sự của mình. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mão âm lịch về tình duyên. Nhờ có nhị hợp che chở mà các mối quan hệ của người tuổi mão phát triển rất tốt, bạn nhanh chóng xây dựng được quan hệ với mọi người xung quanh, cho dù là trong lần đầu tiên gặp gỡ. Chính vì vậy mà tình duyên của người độc thân có dấu hiệu khởi sắc nhất định bạn mệnh biết chú ý ăn mặc trương diện nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người khác phái tháng này bạn có thể nhận được nhiều tin nhắn làm quen hỏi thăm từ mọi người tuy nhiên bạn chớ nên dễ dàng ngả lòng với bất cứ ai muốn có tình cảm phát triển bền vững bạn cần cho đôi bên một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu về nhau từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng ngược lại người đã lập gia đình phải chú ý đến tác động của ngũ hành xung khắc các mối quan hệ phức tạp thường đem tới ảnh hưởng không tốt cho mái ấm của bạn. Dù có được mọi người xung quanh yêu mến đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp, đặc biệt là với người khác phái. Bạn chớ nên vì một phút ham vui mà vướng phải quan hệ mờ ám với người khác, khiến những người gần gũi, thân thiết nhất với mình phải chịu tổn thương. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi mão âm lịch về sức khỏe. Thật may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mão không có nhiều biến động trong tháng 9 này. Về cơ bản, bạn vẫn duy trì được thể trạng tốt, tinh thần hăng hái tích cực để bắt đầu một ngày mới và những công việc mới mẻ. Để có thể luôn luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm, chớ nên ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng hoặc đồ có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm, vui vẻ, bạn nên tăng cường trò chuyện, tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc nửa kia của mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão. 1. Tân mão, thuộc mệnh mộc, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết, xã giao thuận lợi, công việc có những bước tiến triển đáng mừng. Quý nhân, hợi mùi. Tiểu nhân, dậu thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. 2. Quý Mão, thuộc mệnh Kim, Nam Thái Dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết cần quyết tâm làm việc, chớ bỏ rỡ giữa chừng, xác định mục tiêu cho bản thân. Quý nhân, tuất dần. Tiểu nhân, tí, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. 3. Ất Mão, thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, có cơ hội kiếm tiền, cần tự tin nắm bắt thì mới có thể làm giàu. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu, tí. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. 4. Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết tình duyên nở rộ, được nhiều người quan tâm yêu mến. Quý nhân, mùi tuất. Tiểu nhân, thìn ngọ. Màu sắc may mắn tím, xanh nước biển. Năm Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết vợ chồng xung khắc chớ nên tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện. Quý nhân, dần thìn. Tiểu nhân, Mão Tỵ. Màu sắc may mắn xanh lá cây, nâu cảm ơn các bạn đã theo dõi video